Tin giao thông đáng chú ý. Theo Trung tá Đỗ Thanh Bình, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường sắt, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Định, tại xã Phước Thành, huyện Tuy Phước vừa xảy ra một vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong vì cố vượt qua gác chắn. Theo đó dù gác chắn đã hạ, đèn còi cảnh báo cũng đã vang lên nhưng rất nhiều người vẫn cố tình vượt qua và có một người đã bị tàu hỏa đâm tử vong. Theo camera tại hiện trường, thời điểm 17 giờ 51 qua hệ thống phòng vệ đường ngang tại km 1099-950 đang hoạt động báo hiệu có tàu hỏa sắp đến. Lúc này thanh chắn tàu đã hạ xuống, còi báo hiệu vang lên, đèn cảnh báo cũng sáng liên tục. Đáng nói dù tàu hỏa đã đến rất gần, anh T, sinh năm 1997, điều khiển xe máy mang biển số 77F83843 vẫn tiếp tục cố băng qua đường sắt. Ngay sau đó, tàu SE8 khi chạy đến đã va chạm với xe máy, khiến người và phương tiện này văng ra xa. Hậu quả anh T tử vong tại chỗ, xe máy thì nát vụn. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định khuyến cáo người dân chấp hành đúng luật giao thông.